Bạn đang tìm kiếm một câu chuyện ma có những tình tiết kinh dị đầy ám ảnh, một câu chuyện có những màn đấu pháp hoành tráng đỉnh cao, hay chỉ là những giây phút nhẹ nhàng thư giãn khi nghe kể lại một câu chuyện kỳ lạ? Tất cả thì sẽ có trong bộ truyện ma mới của chúng ta ngày hôm nay. Và mình cũng xin bật mí một chút là bộ này có liên kết chặt chẽ vài phần chuyện trên kênh, đó là Tá Thi Hoàn Hồn và Hồng Ma Hỏa Quỷ. Còn bây giờ thì không rông dài thêm nữa, hãy cùng đảo kinh dị đến với Sơn Thôn Quỷ Ám, tập 1. Chương 1. Cường tỉnh dậy ở một cánh rừng rậm rạp, cách chỗ cậu một đoạn là con đường mòn dẫn vào khe núi. Dưới cái màn đêm đen, sương mù càng lúc càng dày đặc, bốn bề âm phong rít gào, nghe như là trong gió có tiếng cười nói, tiếng ai đó hát kịch, tiếng người con gái khóc lóc nỉ non. Cảnh tượng âm u trước mắt khiến cho Cường phải dừng lại, khẽ nhăn mày, nheo mắt nhìn lớp sương mù đen đặc che phủ ở phía trước. Trong miệng cậu thì mới lẩm bẩm: Kia là cái gì? Lớp sương mù đen dày đặc trước mắt dần dần tản sang hai bên, thấp thoáng để lộ ra một gốc cây cổ thụ đứng sừng sững ngay trước mắt. Cường lúc này như hít phải một ngụm khí lạnh, cậu kinh hãi ngước đầu nhìn lên tán cây cổ thụ xum xuê cảnh lá mơ hồ hiện ra dưới ánh trăng vàng. Trong miệng của cậu thì khẽ lẩm bẩm: Đây là cây hòe cổ thụ, cái cây này dễ cũng phải cao tới mấy chục mét vậy. Cường vừa nói vừa ngẩng cao đầu quan sát. Bỗng dưng từ sau lưng thổi đến một cái trận gió tanh cùng mùi xác chết phân hủy, khiến cho cậu phải lợm giọng nhăn mày. Lông tóc đều dựng ngược, toàn thân khẽ rùng mình, vội lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm lên mấy cành cây cao. Chỉ trong một thoáng thôi, khi mà cậu vừa mới nhìn lên, liền ngay lúc đó, đôi đồng tử của cậu đột nhiên co rút lại. Tay trái vội cho vào trong tay nải, sẵn tiện kẹp mấy đạo bùa, quắc mắt, lạnh giọng mà quát lớn: Ma quỷ trốn nào, không xuống địa phủ đầu thai chuyển thế, dám lưu lại trốn trần gian, tác yêu tác quái. Từ lúc nào, trên những cành cây đã xuất hiện mấy chục cái bóng đỏ, ngồi đung đưa trên những chiếc xích đu, toàn bộ thì đều là nữ. Có con thì đang ngồi chải tóc, lại có con thì đang ngồi cầm những chiếc hộp gỗ, dùng những ngón tay trắng bệch, móng tay sơn màu đỏ thẫm, chấm chấm vào thứ bột phấn ở trong hộp. Đoạn lại đưa lên mặt, tô điểm mấy chỗ da bị phân hủy, lộ rõ ra cả xương trắng. Cường tâm thần hết sức căng thẳng, mồ hôi lạnh trên người túa ra như mưa. Chiếc áo vải nâu sẫm cậu mặc trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng rồi. Cậu mới khẽ lắc mạnh đầu, tự trấn an bản thân mình. Đoạn lại nhìn kỹ thêm một lượt. Lúc này mấy cái bóng đó đều đã biến mất rồi. Trên cây thì làm gì có cái xích đu nào? Quái lạ, mình vừa đây ít còn nhìn thấy trên cây có mấy chục con vong quỷ, thế mà loáng cây chúng nó đã biến đi đâu mất rồi. Trên thân cây hòe giờ đây, ngoài những chiếc hộp gỗ được treo lơ lửng ở trên ra thì không còn bất kỳ một thứ gì nữa. Cả người Cường vừa mới hết dùng mình ớn lạnh thì lúc này cậu lại được một phen kinh hãi. Cả người cậu khẽ run lên, đôi mắt mở trợn trừng nhìn lên mấy chiếc hộp gỗ treo lơ lửng trên cây. Giọng cậu giống như bị bóp nghẹt ở trong cổ họng, hoảng sợ mà thốt lên: Là quan tài đỏ. Tiếng của cậu vừa mới kêu lên, liền ngay sau đó nghe thấy bên tai giống như có một tiếng cười âm u, cùng với đó là một loại cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp cả cơ thể. Cậu mới hoảng sợ vội nhào người về phía trước, tay trái vẫn còn kẹp mấy đạo bùa ở trong tay nải, quăng về phía sau lưng. Hai tay bắt ấn chế sát chỉ, miệng thì niệm một tràng chú ngữ: Thiên uy địa uy, nguyên thủy sắc hỏa, lệnh hạ vạn quân, thập nhị thủy, nguyên bát uy thần. Chú linh bát phường, linh phủ cảm ứng, thái thượng lão quân, tam mao chân quân, cấp cấp như luật lệnh. Đạo bùa trong đêm lóe lên thứ ánh sáng vàng, hướng đỉnh đầu cái thứ đen thổi lùi kia mà bay tới, nghe đánh bùng một tiếng. Đạo bùa vừa mới đánh được vào vị trí bóng đèn kia đang lao đến thì liền bốc cháy lên. Con vong quỷ bị trúng phải đạo bùa do Cường ném ra. Trong một cái chớp mắt, cả người nó lập tức bốc cháy rừng rực, sau đó đổ gục xuống đất, loáng một cái đã biến mất không còn thấy đầu nữa. Trông thấy cái thứ kia tự nhiên biến mất, cậu lúc này mới ngẩn người,
tỏ ra khó hiểu, chậm rãi tiến lại gần kiểm tra. Trong miệng liên tục lẩm bẩm nói thứ gì đó. Vừa bước tới nơi, Cương còn chưa hiểu vì sao cái bóng đen kia lại biến mất một cách đường đột. Thì ở trên cây, một cái đoạn dây thừng không biết từ đâu thòng xuống qua cổ, kéo cậu treo lơ lửng trên cành cây. Tình huống xảy ra quá là bất ngờ, khiến cho cậu không kịp trở tay, bị sợi dây thừng kia siết cổ. Bây giờ cổ họng của cậu có cảm giác như bị bóp nghẹt, đến thở cũng không được nữa rồi. Cường vừa dãy giụa, vừa há miệng cố gắng ngáp ngáp lấy mấy ngụm không khí. Khuôn mặt thì dần tím tái đi vì ngạt thở. Đầu óc cậu cứ mụ mị nhìn những chiếc quan tài đỏ treo trên thân cây. Cùng lúc đó thì ở trên những cành cây, thấp thoáng lại xuất hiện những cái bóng màu đỏ ngồi vắt vẻo nhìn cậu bị treo cổ. Rồi tất cả đều bật cười khúc khích. Bọn chúng nó cùng nhau mở cái miệng đỏ lòm, nhều cái thứ nước đen tanh tưởi, giọng the thé nói bằng tiếng Tàu. Chúng tao cùng nhau lưu lại đây đã mấy trăm năm, âm phủ có bao giờ thèm quản? Mày dựa vào cái gì mà ở đây mạnh miệng? Tiếng cười nói bỗng tắt phụt, hơn chục cái bóng áo đỏ kia bắt đầu nhảy múa, bay lượn xung quanh cậu, khiến cho cậu có cảm giác tử vong mỗi lúc một đến gần. Hơn nửa phút nữa trôi qua, lúc này cậu cảm thấy mình cả người nhẹ bẫng. Đôi đồng tử của cậu dần chuyển qua một cái màu trắng dã. Một tia sinh khí cuối cùng sắp thoát ra ngoài thì đột nhiên trước mặt lại xuất hiện hình bóng quen thuộc của ông nội. Thầy Lý vẫn giống như năm nào, vẫn nhìn cậu với một ánh mắt hiền từ trìu mến. Thầy không nói mà chỉ mỉm cười với cậu. Ngón tay trái của thầy gõ nhẹ lên trán, khiến cho cậu giật mình bừng tỉnh, đứng bật dậy. Tiếng sấm nổ lớn làm cho Cương giật mình, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Trên bầu trời đen đặc, thỉnh thoảng lại có những tia chớp loáng loáng rạch ngang bầu trời. Hóa ra nãy giờ chỉ là nằm mơ. Cương mới tự lẩm bẩm ở trong miệng, rồi mò mẫm trong bóng tối, lấy bình dầu hỏa tra vào trong đèn, thắp sáng cẩn thận đặt ở trên pháp đàn. Cho bấy giờ, cả gian phòng thờ mới được chút ánh sáng len lỏi chiếu rọi. Nhìn bài vị các vị sư tổ được đặt cẩn thận trên hương án, bấy giờ thì cậu mới an tâm, chậm rãi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Nhìn xuống sấp dây vàng cùng nghiên mực còn đặt ở trên, bấy giờ cậu mới nhớ lại lúc tối tràn trọc khó ngủ, định bụng khai đàn thỉnh cáo tổ sư, khai đàn họa phù. Chẳng biết tại làm sao, lúc mà cậu vừa mới bày bố xong, còn chưa kịp khai đàn thì mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, khiến cho cậu ngủ gục lúc nào mà cũng không biết nữa. Cũng may là cậu ngủ chưa có lâu, bấy giờ mới đến giờ Tí, là lúc thời gian âm dương giao hòa, vạn vật cảm ứng, họa phù tất lình. Nghĩ là làm, Cường vội vàng đứng dậy khoác bộ đạo bào có theo hình thái cực song ngư do ông nội ngày còn sống chuẩn bị cho. Cậu mới châm lửa cắm ba que hương lớn vào lư đồng ở trên cùng, thờ ba bức tượng bằng đồng của ba vị tam thanh đạo giáo. Kế tiếp cậu bắt đầu dâng hương cắm vào từng chiếc lư hương đặt trước mỗi tấm bài vị thờ sư tổ. Xong việc cắm hương, bấy giờ cậu mới lùi lại, quỳ dưới tấm bồ đoàn đặt trước hương án, cúi đầu lạy 9 lần. Cứ 3 lần thì lại đứng lên rồi mới tiếp tục quỳ lạy. Xong xuôi, Cương mới cẩn thận đứng dậy, quay trở về trước pháp đàn làm phép. Cắm thêm 3 nén hương và lư đồng đặt trên pháp đàn, một tay cậu bấm chỉ quyết, bắt đầu niệm lục khẩu quyết, khai đàn, họa phù. Trên bầu trời đêm, mây đen mỗi lúc một vần vũ thêm, điên cuồng. Từng cái tiếng sấm nổ xé toạc cả màn đêm, tiếng gió thổi mỗi lúc một cuồng bạo. Trên đỉnh đồi cuối làng Vạn, thấp thoáng ngôi nhà của thầy Lý ẩn hiện. Mặc cho mưa gió bão bùng, thế mà nó vẫn đứng sừng sững, không hề hấn gì. Trong gian phòng thờ nhà thầy Lý, lúc này Cương vừa mới niệm xong lục khẩu quyết. Cậu mới nhìn khói hương bay lên thẳng, rồi mới tiến sớ văn cầu đảo, chuẩn bị mượn phép họa phù. Mao Sơn kính lục đệ tử, cẩn thành cầu xin các vị tổ sư, Thuần Dương Tiên Sư, Trương Phủ Thiên Quân, Ngũ Hiển Đại Đế, Pháp Chủ Thánh Quân, giao chỉ kim mẫu Tam Sơn Cửu Hầu Hiển Linh, ban cho đệ tử cùng ở bên thần, giáng bút có thần, đệ tử thành kính,
cúi đầu cẩn cáo. Dâng sớ đã xong, bây giờ thì cậu mới ngồi xuống, dùng giấy vàng bút lầm chấm chu sa cẩn thận họa phù. Cái việc lập đàn tỉnh phép họa phù, Cường cũng đã nửa năm không làm. Số là bởi vài năm đổ lại đây, làng vạn cũng không còn những cái sự lạ có liên quan đến tâm linh vô hình, nên cậu cũng không có mấy khi phải dùng đến phép mà ông nội đã truyền lại. Có chăng thì cũng chỉ là chủ trì tang sự, xem xét thế đất long mạch, hoặc là lựa ngày tốt động thổ, cưới xin cho những gia đình ở vùng khác. Mấy năm trở lại đây, Cường ngoài việc học phép Mao Sơn do thầy Lý truyền lại, thì bản thân cậu còn học thêm y thuật. Ngày thường lên rừng hái thuốc, đem về làm thuốc trị bệnh. Lâu ngày tạo được niềm tin trong làng cho mọi người. Hễ mà trong vùng có ai bị bệnh cần chữa thì đều tìm đến cậu đầu tiên. Cuộc sống của người làng vốn tưởng yên bình trôi qua như vậy. Nhưng mà nào có ai biết được đâu. Chính là cái sự yên bình này mới khiến cho trong lòng người ta ngày càng lo sợ thêm. Sợ rằng sau những chuỗi ngày yên bình ngắn ngủi thì tai ương sóng gió lại chuẩn bị kéo đến, khiến cho cả cái làng vạn thêm một lần khốn đốn, khổ sở. Trên bầu trời mây đen vần vũ, những tia chớp ngang dọc chiếu sáng cả một khoảng không. Cùng lúc trên trời có tới 3 tia sét đánh mạnh xuống ngọn núi Tam Sơn nằm ở phía sau làng vạn. Đối với những người bình thường, nhìn vào người ta chỉ nghĩ đó là sấm sét bình thường, không có gì lạ lẫm. Nhưng mà với những người có con mắt âm dương thì ba đạo thiên lôi chính là ma quỷ hành hành, thiên lôi độ kiếp. Chương 2. Thiên lôi độ kiếp, trong sách cổ có ghi chép: phàm là những nơi âm khí xung thiền, ma quỷ lộng hành, hoặc là những cây cổ thụ trải qua vài trăm năm thì sẽ bị thiên lôi giáng lầm. Cốt là ngăn không cho ma quỷ tác quái, ngăn không cho độ kiếp, trở thành tà vật yêu quái làm loạn nhân gian. Cả ba đạo thiên lôi nhằm thẳng gốc cây hòe đại thụ nằm sừng sững sau núi Tam Sơn mà đánh xuống. Bấy giờ ở trong làng, tiếng sấm nổ làm cho tất cả nhà nào nhà nấy đều giật mình thon thót. Mấy con chó trong làng không hiểu vì quá hoảng sợ hay là vì linh cảm nó có chuyện chẳng lành, mà tất cả cùng ngửa cổ hướng ngọn núi Tam Sơn mà chu lên từng hồi, báo hiệu cho một năm tai ương lại sắp sửa kéo đến nữa. Cường ở trong gian phòng thờ đang chuyên tâm họa phù. Vừa nghe thấy tiếng nổ lớn ở trên núi, ngón tay cầm bút của cậu dừng lại ở đuôi phù cước. Nỗi bất an trong lòng cậu bấy lâu nay cuối cùng thì cũng trở thành sự thật. Cậu mới vội vã ngồi bật dậy, mang theo ngọn đèn dầu trở ra gian ngoài. Cậu mới cẩn thận mở cánh cửa gỗ mới thay cho miếng nan diếp ngày trước. Bước chân của cậu lần theo hiên nhà trở ra đằng sau. Cậu nhao mắt nhìn phía đỉnh núi. Bấy giờ qua âm dương nhãn, cậu thấy có một cột khói màu đỏ quấn lên tận trời cao. Cái điều đáng sợ hơn nữa là cột khói kia vừa mới hứng chịu ba đạo thiên lôi, thế mà vẫn không có dấu hiệu biến mất. Rồi như nhớ tới cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ mà cậu gặp phải lúc trước, bấy giờ trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Thử đưa tay ra hứng mấy giọt nước mưa rồi đưa lại gần người, sắc mặt của cậu càng lúc càng trở nên khó coi. Cường mới vội hất mạnh chỗ nước mưa trên tay, đoạn cầm theo chiếc đèn dầu mang trở về phòng thờ. Nhìn hương cắm trong lư sắp sửa cháy hết rồi mà linh phù còn chưa họa được bao nhiêu, trong lòng Cường càng lúc càng nóng như lửa. Cậu cứ đi đi lại lại trước pháp đàn, trong miệng thì lẩm bẩm tính toán. Cuối cùng cậu quyết định điểm sắc nốt cho mấy lá bùa còn chưa chỉ chú, rồi mới làm lễ tiễn thần, thu dọn pháp đàn. Phụng Mao Sơn Tổ Sư, tứ ngã kiếm quyết, chỉ thiên thiên thành, chỉ địa địa linh, điểm thần thần hiển thánh, điểm nhân nhân trường sinh, điểm phù phù linh ứng. Theo tiếng đọc chú, lòng bàn tay trái của cậu bắt thành kiếm quyết, chỉ hướng lên trên rồi lại chỉ xuống dưới. Đoạn cậu chỉ vào những thẻ tre có ghi những chữ Hán cổ bày trên phát đàn, rồi chỉ vào phần bụng của bản thân mình, tiếp tục niệm thêm một tràng chú ngữ. Càn nguyên âm phú huyền cận vô biên, tạo hỏa phát dục vạn vật tư yên, đồng tây nam bắc nhiệm ý an nhiên, vận hành binh khí biến hóa bất trắc,
Ngô Phụng thái thượng lão quần, tam mao trần quần cấp cấp như luật lệnh. Tay trái từ nãy đến giờ vẫn luôn kết kiếm quyết chỉ. Đợi chú ngữ vừa đọc xong, cậu liền chỉ thẳng vào mấy lá bùa vàng đã họa từ lúc nãy. Tay phải cầm thiết tinh linh ấn, chấm chu sa đỏ, đóng lên phần thượng trung hạ trên mỗi lá bùa một dấu. Xong mới đem tất cả hơ qua kim ngân, và cuối cùng là dùng hương chỉ chú hoàn thành việc họa phù. Cương sau khi đã làm xong, bấy giờ cậu mới làm lễ tiễn thần, thu dọn pháp đàn, đem đặt cẩn thận vào dưới hương án. Nhìn sấp giấy bùa trên tay, cậu khẽ thở dài, quỳ lạy trước bài vị các vị tổ sư, rồi mới rời khỏi phòng. Cẩn thận đóng lại cánh cửa gian phòng thờ, tiếng kẽo kẹt làm cho cậu hơi cau mày. Vừa mới xoay người lại thì đã trông thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Mái tóc đen dài của cô ta bị gió lạnh từ bên ngoài thổi làm cho bay phần phật. Cùng lúc trên bầu trời loang loáng mấy tiếng sấm nổ cùng những cái tia chớp sáng rực. Chiếu qua song cửa sổ hiện rõ một khuôn mặt trắng bệch đang nhoẻn miệng ra cười. Mấy năm nay theo nghề tây pháp của ông nội, trải qua rất nhiều những chuyện tâm linh huyền bí. Ấy vậy mà mỗi lần bị cô ta xuất hiện hù dọa là y như rằng cậu không giật mình thót tim thì cũng phải hoảng sợ hét lớn. Nói ra thì thật là xấu hổ, bản thân là thầy trừ tà, ấy thế mà đối mặt với nữ quỷ, cậu lại khiến cho phép của Mao Sơn bị cô ta chê cười. Đến nhiều lần trong mơ thì cũng bị ông nội quở trách. Sau một lúc trấn tĩnh, bấy giờ cậu mới đưa tay lên vuốt ngực thở dốc. Nhìn con vong quỷ vẫn còn đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, cậu cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, đi đến bên bộ bàn ghế ọp ẹp, ngồi xuống nhìn ra bên ngoài trời, lúc này thì đang mưa tầm tã. Đã hơn tuần rồi mà vẫn còn mưa gió bao bùng, cứ như này thì hoa màu của mọi người trong làng lại hỏng hết cho mà xem. Trông thấy cậu ngồi suy tư nhìn ra ngoài, bấy giờ vong cô gái kia mới từ từ xà xuống, ngồi ở bên ghế đối diện nhìn cậu. Giọng của cô ta âm u, thỉnh thoảng nghe như ở chốn xa xăm vọng lại. Sao, mấy ngày nay mưa gió, cậu không đi hành thiện tích đức được, nên buồn bực trong người có đúng không? Đáp lại lời của nữ quỷ là một cái lắc đầu từ cương. Và phải mất một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng nói ra nỗi lo lắng trong lòng suốt mấy ngày trở lại đây. Chị Hồng, kể từ ngày tôi thu chị mang về, tính cho đến bây giờ đã là tròn 3 năm. Trong 3 năm này, cái làng Vạn Hưng không hề xảy ra thêm bất cứ một cái chuyện gì liên quan đến tâm linh huyền môn. Ấy thế, nhưng mà tôi vẫn có dự cảm chẳng lành. Nói về chị Hồng, hay nói đúng là Hồng Mao Hỏa Quỷ, ngày trước cậu đã thu phục ở dưới giếng cổ mang về. Khoảng thời gian đầu, chị Hồng luôn tỏ ra thù hận, muốn tìm mọi cách để bắt hồn, hại cho cậu chết. Chung quy chính là muốn trả thù cho đứa em gái của mình. Chỉ là mỗi lần chị quyết định muốn hại Cường thì đều bị linh quang của các vị tổ sư bảo hiệu, ngăn không cho chị làm hại cậu. Trải qua mấy lần hại cậu không thành, dần dần tâm tính của Hồng Mao Hỏa Quỷ cũng thay đổi. Cô ta từ bỏ đi ý định bắt hồn, ngày ngày ở trong nhà của cậu, nhận hương hỏa, tiêu trừ đi ác niệm, bắt đầu tích lũy ẩm đức, chờ cho đến ngày viên mãn để được đưa xuống âm phủ, chờ chuyển thế đầu thai. Chị Hồng trong 3 năm này đều theo bên cạnh giúp cậu tiêu tài giải hạn, tích lũy ẩm đức. Ngày thường không có việc gì làm, cậu lại ngồi giảng đạo cho Hồng Mao Hỏa Quỷ nghe. Dần dần giữa hai người cũng đã có phần thân quen. Cả hai đều coi nhau như người thân trong nhà. Những cái lúc hoạn nạn khó khăn thì đều giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Ngày hôm nay trông thấy cậu phiền não nhìn ra bên ngoài, mặc dù không biết cậu buồn phiền chuyện gì, nhưng chị vẫn im lặng để cho cậu nói. Cường mới ngồi một lúc lâu, đoạn cậu lại mở miệng nói tiếp. Khoảng một tuần trở lại đây, tôi luôn mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, lúc thì tôi thấy mình đứng dưới một gốc cây hòe cổ thụ, lúc thì lại thấy mình treo cổ trên cây. Xung quanh lúc đó là những chiếc quan tài được sơn màu đỏ, dán đầy những loại bùa chú treo lơ lửng.
đếm ra thì vừa vặn là 36 chiếc đó. Cho đến vừa nãy, trên trời bỗng nhiên có thiên lôi độ kiếp giáng xuống. Nhớ đến những hình ảnh diễn ra trong giấc mơ, cho đến bây giờ tôi có cảm giác những tai ương xảy đến với cái làng Vạn bé nhỏ này ít nhiều có liên quan đến gốc khỏe cổ thụ cùng với những chiếc quan tài treo sau núi. Chị Hồng nãy giờ im lặng nghe cậu kể về những giấc mơ của mình. Đợi cho đến khi cậu đã nói xong, bấy giờ chị mới gật đầu, giọng nói dần thay đổi, nhìn cậu mà hỏi một câu. Năm nay cậu cũng đã tròn 20. Đối với những chuyện trong đời trước, không biết cậu có muốn nghe ta kể lại hay không? Thấy Cương im lặng mà không trả lời, nhưng mà nhìn có vẻ như đang lắng nghe, chị mới bắt đầu kể. Lời cậu nói thì không có sai. Đúng là cái làng nhỏ này có liên quan đến gốc khỏe cổ thụ nằm phía sau núi. Ngày trước vùng này là một châu quận bị phương Bắc đồ hộ, rồi sau này trở thành một ngôi làng của người Tàu. Ngày trước ta sinh ra trong một gia đình có cha là người Nam, còn mẹ là người phương Bắc. Cha ta bấy giờ là một thầy phong thủy có tiếng. Cha ta đã từng đến làng Vạn nghiên cứu thế đất phong thủy, sau này trở về có từng nói: làng Vạn linh khí rất là phượng, người sống trong làng quanh năm khỏe mạnh, da rẻ luôn luôn hồng hào, tuổi thọ rất là cao, là một mảnh đất hưng vượng, có thể sinh ra những bậc hiền tài đế vương. Trái với làng Vạn, làng của ta là một sơn thôn hẻo lánh, nằm sâu trong núi, cách biệt với làng Vạn bằng dãy núi gọi là Tam Sơn. Làng của ta có tên là Giao Thủy. Làng Giao Thủy quanh năm không được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cộng thêm thế đất phong thủy ở đây cực kỳ là âm tà. Cho nên những người sống trong làng Giao Thủy thường là không sống được quá tuổi 25. Vừa nghe chị Hồng nhắc đến vùng này hơn nghìn năm trước, phương Bắc đã đồ hộ. Phía sau dãy núi Tam Sơn có một ngôi làng mang tên Giao Thủy từng tồn tại, thì Cường có chút thoáng giật mình. Cậu mới vội ngắt lời chị hỏi lại một câu như muốn chắc chắn. Chị nói cái gì cơ? Phía sau dãy Tam Sơn còn có làng Giao Thủy. Thế sao tôi chưa bao giờ nghe ông nội kể? Mà mấy lần vào rừng hái thuốc, tôi cũng có thấy cái làng nào đâu. Tính tò mò của Cương làm cho chị Hồng nhăn mày, khẽ gắt cậu rồi mới tiếp tục kể. Nghe mấy bộ lão trong làng kể lại, lúc bấy giờ là mùa đông. Bấy giờ là khoảng 2 năm sau khi Nam Chiếu bị đánh dẹp. Khi đó có một lão thầy phong thủy tự xưng là Tiết Độ Sứ, mang quân đi khắp các châu quận tầm long chắc mạch, xem xét thế đất. Hễ ở đâu có linh khí hưng vượng thì lão đều tìm cách trấn yểm cho bằng được, quyết không để cho long mạch của nước Nam được nguyên vẹn. Năm đó lão thầy phong thủy địa lý tới làng Giao Thủy, nhận thấy thế đất ở đây âm thịnh dương suy, không thích hợp cho người sống, lại thấy làng Vạn bên kia núi sinh khí hưng vượng, ngày sau chắc chắn sẽ sinh ra bậc hiền tài, cho nên đã dở trò dùng tà thuật bố cục, chuyển một phần sinh khí từ làng Vạn qua làng Giao Thủy. Ngoài mặt thì nói là giúp làng Giao Thủy, nhưng bản chất lại là lợi dụng thế đất âm tà nơi đây nhằm phá hoại long mạch của làng Vạn Hưng. Bằng vào một số tà thuật của mình, lão thầy phong thủy đó đã sai khiển âm binh tới làng Vạn quấy phá, khiến cho số người chết trong làng mỗi ngày một nhiều thêm. Thậm chí là có lúc chỉ trong một đêm mà có hơn chục người chết, khiến cho dân làng càng ngày càng tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Lão thầy phong thủy thì chỉ đợi có như vậy. Bấy giờ người ta cho người trong làng Giao Thủy đi đến chân núi Tam Sơn, bắt đầu đào ra một cái lỗ động rộng lớn, đầm xuyên qua núi đến một nơi trong làng Vạn. Cái việc đào núi này mất khoảng 2 năm. Lúc bấy giờ ở lão thầy phong thủy kia tự mình cưỡi một con diều lớn bay đến làng Vạn, khiến cho dân làng tưởng lão là thần tiên du ngoạn nhân gian, thấy làng Vạn gặp đại họa nên đến đây để giúp đỡ. Lão thì bấy giờ mới lựa đúng vị trí long mạch của làng Vạn, nói lừa dân làng rằng ở đây chính là xào huyệt của ma quỷ, là nơi khởi nguồn của những tài ương trong mấy năm trở lại đây. Lão nói với dân làng chỉ cần đào một cái giếng, đồng thời nghe theo lão ta là có thể tiêu trừ được cái xảo huyệt của lũ ma quỷ trú ngụ ở bên dưới. Cương mới ngồi nghe chị Hồng kể, mồ hôi trên trán cậu lấm tấm ra.
Trong đầu thầm mường tượng đến cái giếng cổ nằm ở trong mảnh đất nhà lão nằm. Rồi bỗng cậu khẽ rùng mình, bị tiếng sấm nổ làm cho giật cả mình. Ở bên ngoài thì có tiếng người gọi. Chị Hồng biết là có người tìm cậu, đoán phòng trong làng đã xảy ra chuyện rồi. Chị liền lắc người, hóa thành một cơn gió lạnh, theo lối cửa sổ bay ra bên ngoài, biến mất ở trong màn mưa. Cường lúc này cũng đã nghe được tiếng mấy người đàn ông kia gọi. Cậu vội đứng dậy vơ lấy cái áo tơi, xách theo đèn dầu đi ra, treo ở ngay bên ngoài cửa, rồi đội mưa chạy ra mở cổng, xem là có ai tới tìm mình. Hóa ra là cái đám lão Quyền, lão Chính, lão Thiệu, cùng với cả mấy thằng thanh niên trong làng. Nhìn đứa nào đứa nấy đều mặc áo tơi, mặt mũi người ngợm, quần áo thì ướt sũng như chuột lột. Thầy Cường đi ra mở cổng, bấy giờ lão Quyền mới bước lại gần. Lão vuốt mặt cho hết nước mưa, đoạn sốt sắng, nói một hồi, y như là vừa gặp ma vậy. Xảy ra chuyện lớn rồi, ôi dồi ôi, chết mất thôi. Là có người chết trôi mắc vào bụi tre gần suối. Ôi dồi ôi, nước lũ to quá, không vớt được xác, giờ vẫn còn mắc ở bụi, không tài nào vớt lên được. Lão Quyền miệng thì nói liến thoáng, ngón tay thì khua loạn xạ, đoạn lại chỉ vào mấy thằng thanh niên đang gật đầu như búa bổ. Xong lão hướng cậu nhờ vả: Mày xem có cách nào thì nhanh ra giúp bọn bác với. Ôi dồi ôi, đéo mẹ, nửa đêm nửa hôm tự nhiên lại đi ra ngoài suối làm cái gì, để nó cuốn trôi con mẹ nó đi, sao mà ngu thế cơ chứ lị. Cậu Cương mới nghe lão Quyền nói mà đầu óc cứ rơi tung hết cả lên. Cậu cau mày nhăn mặt, cuối cùng trấn an lão một câu, ánh mắt hướng vào lão Chính, nhẹ gật đầu ra hiệu để cho lão dẫn mình đi. Khi mà đi, cậu cũng chỉ nghĩ là có người chết trôi, cho nên không mang theo gì ngoài một cái sợi dây thừng cùng với một cuộn chỉ đỏ có yểm pháp chú. Phòng khi cần thì cậu có thể cướp hồn từ tay đám quỷ nước ma già. Lão Chính lúc này thấy cậu chỉ mang theo có nhiều đó đồ, đoán phòng chuyện này cũng chả có cái gì ghê gớm, vậy là liền mò mẫm dẫn đường, lầm lũi bước từng bước dưới cơn mưa lớn. Thấp thoáng thì lũy tre làng dần dần ẩn hiện ở ngay trước mắt. Đám người lão Quyền, lão Chính ngày càng khẩn trương, dẫn cậu đi đến chỗ mà bọn lão trông thấy cái xác sắt ở bụi tre. Bấy giờ ở đó đã có vài người đứng nhìn. Vừa thấy Cường đến thì tất cả đều súng lại, chỉ trỏ vào bụi tre, bị nước lũ dâng cao, ngập dễ cũng phải đến 3 mét rồi. Cường theo hướng tay chỉ của mấy người trong làng. Bấy giờ cậu mới thấy một cái thân người đen thùi lùi, tứ chi bị nước quấn cho cái phần bụng bị quấn gập, đang dập dềnh trên mặt nước. Lại thấy trên ngọn tre là chị Hồng đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống, nhưng mà không có biểu hiện gì. Bấy giờ Cường mới cảm thấy lạ, liền ngẩng cao đầu, hỏi một câu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị Hồng, vì sao thấy người gặp nạn mà lại không có cứu? Chị Hồng ngồi trên ngọn tre đung đưa nãy giờ, nghe cậu hỏi thì mới mở miệng, nói vọng từ trên cao xuống. Người này không phải người làng, hơn nữa ta nhìn người này có vẻ chết rất lâu rồi. Nghe nói cái xác của người kia đã chết từ lâu, cậu thì không có tin vào lời của chị, muốn tự mình tới gần kiểm tra. Nghĩ là làm, cậu một mình tiến sát đến bên bờ, gần chỗ cái xác kia. Bằng vào con mắt âm dương của mình, cậu nhìn thấy rõ một cái xác đang mắc ở bụi tre. Cái xác mắc ở bụi kia đúng là mặc trên người một bộ áo niệm như lời chị Hồng đã nói. Cường sau khi xác định cái xác không phải là bị lũ quấn đi, bây giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hướng lên ngọn tre cười trừ. Chỉ thấy là chị Hồng đã biến đi đâu từ lúc nào, chắc là thấy không kiếm được âm đức cho nên đã bỏ về trước rồi. Bà chị này, tốt xấu gì thì cũng nên ở lại giúp người ta, cứ như thế mà bỏ đi, đúng thật là. Trong miệng cậu lẩm bẩm trách móc, tính nhờ chị giúp cậu đẩy cái xác vào bờ, đỡ phải phí sức vật lộn dưới dòng nước lạnh. Nào ngờ chị ta biết trước thế nào cũng bị cậu nhờ, nên tránh mặt không muốn giúp. Hết cách thì cậu chỉ đành quay sang nhìn đám thanh niên đang đứng run như cầy sấy.
vẫy tay cho đám chúng nó đến gần. Đoạn thì cậu mở miệng mà bảo: "Mấy anh ở đây, có ai biết bơi thì xuống phụ em mang xác của người ta lên. Chứ để người ta trôi nổi thế kia thì cũng không có được đâu." Đám thanh niên vừa mới bước đến, nghe cậu nói muốn vớt cái xác kia lên thì lập tức cả mấy thằng đều đùn đẩy, tìm đủ mọi lý do, không ai muốn theo cậu xuống vớt. Nhìn đám thanh niên trong làng cứ đùn đẩy qua lại, không ai chịu đi theo, lão Quyền lúc này hai tròng mắt đảo như giang lạc. Lão mới chỉ tay vào mấy thằng thanh niên to xác đoạn chửi: "Chết chết 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 chết, mẹ bố nhà chúng mày, to đầu to xác chẳng làm được cái chó gì. Nào nào, chúng mày cút mẹ ra để tao gơm nữa." Lão Quyền nói rồi đẩy đám thanh niên qua một bên. Đoạn lão đi tới trước mặt cậu gật đầu. Dưới cái màn mưa trắng xóa, lão Quyền thân hình gầy guộc, đôi mắt trũng sâu khắc khổ. Trên trán đè lên những nốt chân chìm, những nốt thăng trầm, thầm thở dài gật đầu. Đem sợi dây thừng cột vào một gốc cây, hướng đám thanh niên trong làng dặn dò, bảo chúng nó ở lại đây. Đợi khi nào cậu ra hiệu thì hãy kéo dây. Cùng lão Quyền lội xuống dòng nước chảy xiết, cả hai vẫn còn bám chặt tay vào sợi dây. Bấy giờ Cương mới mở miệng nói cho lão biết, cái xác thì không phải là người của làng mình. "Bác Quyền này, vừa nãy ở trên bờ cháu thấy cái xác kia không phải là của người làng đâu. Hơn nữa là còn chết từ lâu lắm rồi, đoán phỏng là từ nơi khác trôi giạt. Khả năng là mộ của người này nằm gần ven suối, thế nên lúc lũ đến có thể là đã cuốn trôi đến làng mình đó." Lão Quyền ngoài miệng hùng hổ là thế, nhưng lúc lội xuống dòng nước lạnh đi vớt xác người ta, lại nghe cậu nói cái xác kia không phải người làng, bấy giờ lão mới cảm thấy sợ, sống lưng thì liên tục truyền lên từng cái đợt khí lạnh. Lão lắp bắp trả lời cậu: "Hả? Không phải người làng? Thế là nó trôi giạt từ đâu về? Làng mình được coi như thượng nguồn rồi, dọc theo cái con suối này làm gì còn cái làng nào khác?" Cương bấy giờ mới tới gần bụi tre có cái xác người nằm vắt vẻo. Nghe lão nói vậy thì động tác bỗng dừng lại. Cậu quay sang hướng lão, tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Ngày trước ông nội cháu cũng từng nói cái làng mình là nằm ở thượng nguồn, xuôi theo dòng nước kia sang mấy vùng phụ cận là làng Thượng, làng Phù Lộc, làng Diễn An. Làng mình có thiên thời địa lợi nhân hòa, so với các làng khác thì chí ít cũng tốt hơn rất là nhiều. Mà nay lại thấy có người chết trôi từ thượng nguồn về đây, chẳng có lẽ..." Lão Quyền mới nghe thì lắc đầu nguầy nguậy. Lão vừa run sợ vừa đưa tay phải lên xua xua. Lão nói bằng cái giọng chắc nịch: "Không, đéo mẹ, mấy chục năm này đi kéo gỗ, bác toàn men theo con suối này để về làng đấy. Làm gì có cái mộ nào gần ven suối để mà trôi. Ở sau núi có một cái lỗ động to tổ bố, thế với lại có một cái cây to trình ình nằm ở đối diện cái lỗ động đấy chứ đâu. Mà nhá, mấy lần bọn bác định lần đến đốn mẹ cái cây đấy xuống rồi, thế nhưng mà cái cây đấy lớn quá, bọn bác sợ, đéo dám chặt đâu mày ạ." Lão Quyền mải nói mà không biết từ lúc nào Cường đã buộc xong sợi dây thừng vào bụng của cái xác kia. Cho đến khi cậu giật dây ra hiệu cho đám thanh niên trên bờ kéo lại, bấy giờ lão mới giật mình nhìn tới. Ở trên bờ thì lão chính lúc này ngó nghiêng nghiêng, thấy cậu ra hiệu thì vội hô hoán mấy thằng thanh niên bạt mạng kéo lên. Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, ấy thế mà vẫn không kéo lên được. Bấy giờ lão Quyền với Cường ở dưới nước mới tỏ ra sốt ruột. Lão Quyền thì giật giật sợi dây, miệng lão gắt lên: "Mẹ cha chúng mày, kéo đi, còn làm cái gì thế hả? Có mỗi cái xác khô chứ phải cả cái quan tài đâu. Mà chúng mày trông khổ sở thế hả? Ôi giời." Và tập 1 của phần 3 này đến đây cũng chính thức là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất là hay và hấp dẫn đúng không? Đảm bảo là cái phần này có những cái đoạn combat và những cái bí ẩn nó được tiết lộ ra sẽ rất là hấp dẫn. Không có cụt cụt như phần 2 đâu nha. Phần này nó sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc mà các bạn đang thắc mắc ở trong phần 2 Hồng Mao Hỏa Quỷ. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên like và share. Thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức nhé. Chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập 2.